Cái bắp chuối này nó cũng hết nãy rồi. Hello, mến chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với Sơn Miền Tây 83 nha cả nhà. Thì ngày mới, Sơn cũng chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Thì bữa nay cả nhà, Sơn cũng mặn một con gà cồ nè. Con gà cồ ha. Con này thì nó già. Sơn mặn con gà để bữa nay á, Sơn sẽ hầm chanh muối ha. Thì nguyên liệu thì gồm có là cải xanh nè cả nhà. Cải xanh ha, rồi rau mồng tơi, cũng như là cái này là năng nè, năng ở đây thì có giá. Nãy em cũng có gà vườn á, em học được mấy trái dừa cũng như là một cái bắp chuối nè, ăn kèm theo đó thì cũng có bún nè, rồi nấm. Ở đây có hai củ cà gót á, với củ cải á, chút xíu mình để vô cho nó ngọt nước. Thì thực hiện món này thì không thể nào mà thiếu được là chanh muối nha, chanh muối. Rồi thì em bây giờ em cũng mời cả nhà vào bếp với em nha. Bây giờ gà này thì em cũng sơ chế rồi nè, bây giờ em sẽ chặt nó ra để em ướp nha cả nhà. Gà bây giờ em cũng đã chặt rồi nè cả nhà. Thì bây giờ em cũng ướp luôn ha. Em cho vô đây tí muối nè, tí đường, tí bột ngọt, em ướp cho nó thấm. Em chút xíu mình đưa lên mình xào. Ở đây em cũng có chuẩn bị cây chanh muối nè, em cho vô đây một tí nước ha, cho nó thấm cái nước chanh muối á. Mình để ít thôi một chút xíu rồi mình còn dầm chanh muối nữa cả nhà. Mình trộn lên cho nó đều nha, rồi để có chừng 20 phút vậy đó cho nó thấm. Rồi mình đưa lên chảo mình xào cho nó săn ha. Ở đây em cũng có chuẩn bị vài trái chanh muối nè. Cái này á thì em sử dụng cái ruột bên trong thôi ha, em không có xài cái vỏ nha cả nhà. Tại vì cái vỏ mà mình để vô á nó sẽ ra cái chất đắng, thì cái nồi lẩu của mình á nó sẽ không có ngon nha. Giờ em cũng bầm hành tím ra để em đưa lên em phi á.
Tôi cho gà vô cho nó săn nha. Bữa nay ở đây nó hơi gió, cái tiếng nó hơi ồn, cả nhà cũng thông cảm nha. Bây giờ em cũng đi nấu luôn cả nhà. Đảo giờ nó cũng nóng rồi ha, em cho dầu ăn vô luôn. Em cho hành với tỏi vô nha. Em cho gà vô. Ở trong đây nó hơi hầm á cả nhà, nó không có gió kín mít rồi nên mình thử ra nó hơi tối á, cả nhà thông cảm nha. Bây giờ em sẽ xào gà cho nó săn lên thì em sẽ chặt dừa em bỏ vô nha. Rồi, trong cái khoảng thời gian mà đợi gà nó săn đó cả nhà thì em cũng chặt ba trái dừa nha. Em hầm chanh muối bằng nước dừa cho nó ngọt, nó ngon đó cả nhà. Gà bây giờ nó cũng đã săn rồi nè cả nhà. Em cho nước dừa vô nha. Để cho nó sôi lên rồi xong rồi em mới dầm cái chanh muối vô nha cả nhà. Bây giờ em cũng lượt chanh muối luôn nha. Chanh muối này á thì em chỉ lấy cái phần cốt thôi ha, còn cái phần cái thì em sẽ bỏ.
mình giữ lại cái phần hộp đó cả nhà. Cái hộp nó cũng đắng á. Em sử dụng 5 trái này nha. Chia cái phần nước đó. Mình dầm cho nó ra hết chắc nha. Em chỉ sử dụng cái phần ruột thôi. Chứ phần vỏ thì mình dầm thì nó sẽ ra chắc đắng đó cả nhà. Dầm giống như dầm me mà mình nấu canh chua vậy. Mình giữ lại cái phần trái với phần hột. Mình chỉ lấy cái phần chắc cái chanh muối thôi. Bây giờ em cũng dầm rồi nè. Cái xác này em bỏ nha. Để cho nó gà nó chín rồi em sẽ nêm nếm thêm một lần nữa là được rồi đó cả nhà. Trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi gà nó chín đó cả nhà, em cũng lật rau luôn ha. Này thì em sử dụng 3 loại rau ha. Hồng tơi nè. Rồi cải xanh. Cũng như là năng đó cả nhà. Cái này năng nè. Người miền Tây thì chắc ai cũng biết. Còn giống như mấy cô chú mà ở trên vùng trên chắc không có loại này đâu. Năng. Ăn nó cũng lạt lạt. Có vị ngọt ngọt đó. Cái đọt này thì nó giòn ha, em không có bỏ phần đọt, lấy phần đọt luôn. Còn ở dưới thì nó hơi cứng, em bỏ. Ăn lẩu này cả nhà, thì nó tốn rau dữ lắm ha. Nãy em cũng có hái được cá bắp chuối nè. Chút xíu em vào em để vô ăn chung luôn với giá. Bữa nay gió quá cả nhà. Ở dưới quê mà lộng gió dữ lắm. Giờ mồng tơi em cũng cắt rồi nè cả nhà. Cái năng này á, chừng nào ăn thì mình bỏ vô thôi ha. Cái nào già trước khi ăn đó mình lật bỏ. Cái này thì khỏi cần lật. Và cái này em để qua bên ha. Bây giờ em cũng bào cái bắp chuối luôn. Em cắt vô đây mà một trái chanh đó cả nhà. Cho lúc mà mình bào á không có bị đen cái bắp chuối ha. Chanh này chanh không hạt. Cho cái vỏ vô luôn. Mình bỏ cái phần ở ngoài á cả nhà, nó già. Mình bỏ phần ngoài, mình chỉ lấy phần lõi ở trong thôi ha. Bắp chuối này cái lỗi trong nó cũng non đó cả nhà. Cái này dân ở miền Tây thì
ta kêu là bắp chuối, và dùng trên ta kêu hoa chuối cũng đúng nha cả nhà. Ở dưới nhà mẹ em á thì không có được cây dao bào, thì thử ra là em phải cắt bằng dao này á cả nhà. Với cô chú anh chị á, ở trên mạng cộng đồng nè, ở nhà có dao bào á, bào cho nó lẹ ha. Mình cắt gì đó mình bỏ vô nước chút xíu là cái bông á nó tự rơi ra. Lúc mà mình rửa đó, mình lấy cái gỗ thưa thưa á, là nó rớt cái bông ra. Dao này bén quá chừng, nó mảnh mà nó bén. Ăn cái này nhiều rau mới ngon nha cả nhà. Có cây dao này cắt im quá, nó bén. Cái bắp chuối này cả nhà thấy nhỏ vậy đó, mà khi mình bào ra nó rất là nhiều nha. Và đặc biệt á, cái bắp chuối này nè cả nhà, là ăn chuối xiêm nha, chứ không có ăn chuối già. Chuối già nó sẽ có cái vị đắng á. Không có dao bào á cả nhà, mình thử ra em cố gắng em mình cắt mỏng, càng mỏng càng tốt nha. Rồi cái phần đuôi này em bỏ. Bây giờ trộn đều lên cho nó thấm với cái nước chanh á, chút xíu á mình rửa ra nó không có bị đen nha cả nhà, thấy không, trắng tươi à, nó có chanh á, nó trắng tươi à. Còn cô chú anh chị á ở nhà, nếu mà không có chanh á, mình xài bằng giấm cũng được nha. Những cái chất mà nó có độ chua á là nó sẽ không có bị đen cái bắp chuối của mình. Bắp chuối bây giờ em cũng bào xong rồi, em để qua một bên ha. Em gọt vỏ cái củ cải với lại cái cà rốt này nè, chút xíu em bỏ vô trong cái nồi lẩu chanh muối, gà chanh muối cho nó ngọt nước. Mẹ thì cũng có cây dao bào nè cả nhà, mới hỏi thì mẹ mới lục ra được nè, nhưng mà cây dao bào này chỉ có gọt vỏ được thôi ha, chứ bào bắp chuối thì cũng không được tại vì nó mỏng á. Cái củ cải với cà rốt này em xài mỗi thứ một củ rồi nha, không có xài nhiều. Rồi bây giờ rau cải em cũng đã làm rồi nè, em cũng đi rửa luôn nha. Dưới quê á cả nhà thì thiếu thốn tùm lum hết trơn à, chứ không có được đầy đủ á, thành thử ra cả nhà cũng thông cảm nha.
Dao này người ta trồng đó cả nhà, mình rửa cho kỹ kỹ một tí ha. Sình đất rồi ba cái thuốc bảo vệ thực vật á, rồi rửa cho 2-3 lần nước. Rửa 2-3 lần nước nha cả nhà cho nó sạch đó. Giá với bắp chuối á mình trộn chung cũng không sao ha. Cái cộng năng này á cả nhà, nó mọc ở dưới nước á, rồi á là mình người ta sẽ nhổ lên, ta bứt lên, biết cách bứt á mới được nha. Cái này mà bứt mà không khéo là nó đứt cái củ hủ ở dưới hết trơn. Cái này mình rửa cũng nhẹ nhẹ tay à, nó sẽ dễ bị gãy. Ăn thì ăn cái phần non thôi, ăn phần non dưới này thôi, phần trên thì nó già ăn không được. Giờ em cũng cắt cái cà gót đó cả nhà, cà gót với cái củ cải trắng nè, em cho vô nồi lẩu nha. Đây mình cắt khúc cho vừa ăn thôi nha. Cái cà gót với lại cái củ cải á, nó cũng mau chín nè, em cho vô sau. Rồi, bây giờ em cũng đi cho cà gót với củ cải trắng vô cho nó ngọt nha. Giờ gà nó cũng gần chín rồi nè cả nhà. Giờ em cho cà gót với củ cải vô nha, cho nó ngọt nước á. Cái này mình hầm tới chừng thêm khoảng 15 phút nữa là được rồi nha cả nhà. Thank you.
cả nhà ơi, nãy giờ em cũng nấu gà hầm chanh muối rồi nè cả nhà. Thì bây giờ em cũng dọn lên. Em mời cậu mợ ba cũng như là mẹ nè, rồi cậu Năm với anh này tên anh Khải. Anh Khải con người cậu Tư á cả nhà. Thì bữa nay em cũng giới thiệu cho cả nhà cũng biết á, tại vì hôm qua em quay á thì em quên giới thiệu, thành thử ra cả nhà cũng không biết gia đình em có những ai á. Thì ở đây nè, cậu ba, mợ ba, cậu Năm, cũng như là ở đây là anh Khải, ở đây là mẹ vợ của em á cả nhà. Thì bây giờ em cũng làm rồi, em dọn lên, em mời cả nhà cùng gia đình em dùng bữa nha. Dạ. Thôi gấp bún. Chào cả nhà cái đi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cho anh một cái ghế đây Trinh. Phán phán. Rồi xong rồi. Rồi cái nói học từ từ. Em đã đủ rồi. Cả nhà cũng thông cảm nha, tại vì gia đình em ở bên vợ cả nhà cũng mới tiếp xúc với máy quay lần đầu á, thành thử ra cũng đi tới đi lui cũng hơi lung tung á, rồi nói chuyện cũng chưa có gần nữa cả nhà, mong cả nhà thông cảm nha. Ăn đi cậu ba. Dạ tự nhiên nha. Dạ thì trước khi vô ăn thì mình mời cả nhà, rồi cuối clip thì mình chào cả nhà vậy thôi rồi. Dạ chủ yếu mình là làm bây giờ nói chuyện tự nhiên cho cả nhà được giải trí mà. Dạ nói gì nói đi. Giờ nói chuyện tự do rồi đó. Ăn đi. Dùng thoải mái đi. Cậu Năm. Cho nó lửa lớn lên rồi bỏ rau cho. Sôi nãy giờ. Dùng đi anh chị ơi. Tại ở nhà em cũng chưa có tiếp xúc với máy quay á cả nhà, thành thử cũng hơi lộng cộng á, cả nhà thông cảm nha. Nè, gà nấu chanh muối nó giờ mẹ nó chưa ăn nè. Giờ mẹ ăn thử coi. Nấm nè. Mẹ nói đó giờ không biết ăn như là gà hầm chanh muối mà thôi chưa ăn. Đó giờ ăn thử là ngon không? Giờ ăn cho biết. Gà cồ quá cậu. Sao quá, bạn tới. Đây gà chấm cồ á. Gà chấm cồ. Cậu dùng nhiều quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè. Đúng rồi. Nè. Bụng. Ngon quá. Rồi đang nổi gió. Có cái mì đó coi. Không gió rồi, chứ ghê quá. Hôm nay gió hôm qua. Gió hôm qua. Cô có cái thùng, cái có lãnh lọ hơn. Có. Cô lấy cái cầm thùng đó, cô kịch vô. Mở lửa lớn lên. Món ăn canh muối lửa giờ cũng mới ăn lần này. Ngon. Quá ngon. Nước lẩu, nước lẩu thì ngon hả? Cái gà này mà mình hầm mềm quá nó không ngon. Vừa vừa chứ ngon. Mở gấp tới không? Chia nước chấm ra. Có năng nè, bỏ năng vô. Anh em bắt đầu dùng được cứ dùng. Thoải mái đi. Thoải mái đi cậu. Người nhẹ không à. Ngon cậu. Ngon, này quá ngon. Hồi nào mới biết ăn lẩu chanh. Lẩu gà chanh muối. Lẩu gà chanh muối mà gà cồ nữa nha. Trời ơi gà. Đúng sách luôn là gà cồ luôn. Ở trong chanh muối nó có muối sẵn rồi đó, nãy cô cũng nêm muối ít rồi. Còn để đúng rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Nó có độ mặn. Nó có độ mặn đúng không? Nấu gì mình để rau vô lỡ vừa ăn luôn. Ừ, vừa ăn luôn.
mẹ mày gấp cuốn cho mỡ. Để con. Cái gì vậy? Mèo. Cũng mèo. Đúng rồi. Ăn ăn đi. Ăn nấm á, nấm nó còn. Anh Khải, thằng Khải con gọi về no rồi. Anh Khải chạy. Ăn thêm đi anh. Rồi, Khải chạy. Anh Khải con của người tư, người con thứ tư á cả nhà. Bị dạng như bẩm sinh á, nói không được. Anh nghe được không ta? Không đâu, nghe không được đâu. Về đó. Ở đây chơi đi, về về sớm vậy. Chắc nhà mắc mặn chị á. No rồi đó. Lại thấy giặt của thao đồ. Dạ. Ừ. Chắc là thao đồ của nó như vậy không thôi. Ừ. Ừ. Nấu cái miếng này vô giùm con. Một cũng còn ăn gì nhìn không ăn này nó ngọt năng này giờ nó lọc sẵn luôn mẹ làm sẵn cho mình chứ họ lặn mua về mình tự lột. Giờ khẽ bây giờ cái gì nó cũng làm sẵn hết trơn. Để mình mua sẵn, mình mua sẵn thì nó mắc hơn cái chưa lọn. Ủa không mắc vậy, hai lọn có 15 ngàn. Người ta bán theo lọn mà. Mua lọn bao nhiêu bán theo ký thì mình nói kiểu kia được. Để nó nặng. Cái này bán theo lọn. Bán lọn à. Làm gọi vậy về cho mình thật cấp. Về mình rửa lại là rồi à. Mà năng em mà nó mới lột mình lại mua sạch. Dạ. Thì ngay là nó tốt, trắng, ngon. Mà nó ngọt. Ừ, ngọt. Để nó lột rồi trước dần vài tiếng hồ là đang thui công năng này. Đúng rồi rồi. Ừ. Sáng không mua trắng tươi rồi cậu, tại con tách về đây á. Nó đang lột. Tách về đây nắng quá cái hiếu. Cái năng á là cũng phải biết cách bứng á. Bứng không lên là dính cái hũ dưới á. Đúng rồi, dính cái hũ luôn á. Hai ăn hành bỏ cộng hành vô luôn. Bỏ rau vô cho mẹ ăn kìa. Ok. Rau nhiều vô. Cái này cậu còn biết thiếu gì không? Thiếu tàu hũ trắng, hồi sáng con kiếm không có. Ờ đúng rồi. Tàu hũ ngay gầm rồi mới có bán chừng này. Không, bình thường ở ngoài có bán mà bữa nay hai sạp nghỉ hết trơn. Nguyên cái lò luôn á. Nguyên lò làm luôn. Sao nãy giờ không để nấm vô? Nấm à? Nấm nè. Ủa. Ăn được không cậu? Được. Dai không? Cái này cũng vừa ăn rồi, không có chai. Để mềm quá nó không ngon. Đúng rồi. Không dạ. Ngay gà vườn mình vậy là ngon rồi đó. Dạ. Từ sáng nó 2 kg mấy không mẹ? Có 2 kg rưỡi. Dạ. Và cái giá đó. Để năng vô cho mở ban. Nó cái gì mà ăn chiến. Ở đây. Nó hết trơn. Dúng vô quá ăn không hết nó gơ cục. Nó để lâu quá nó dai. Cái đó nhúng vô lấy ra. Nhúng ra là lật qua lật lại là gắt ra được rồi. À.
ngăn này ăn sắn mà không đủ nữa, vậy mà có mấy người ta mua về để xào, mua bao nhiêu xào các bạn. Ta làm gỏi nữa chị ba. Gỏi gà á, để vô ngon. Làm gỏi ăn ngon. Không gỏi ăn thì làm cũng không đánh nổi, xào hao dữ lắm, teo là cũng thích. Người thích ăn. Thích ăn á. Dạ. Dạ thích rồi. Người ta thích ăn lắm. Mình xé gỏi gà cũng ngon. Thôi. Ăn đi, ăn rồi. Dạ. Ăn gì hết vậy? Ngồi ba ngồi cả. Ngồi cả thịt. Thì cả nhà ơi, clip em cũng khá dài à. Thôi em cũng xin khép lại video tại đây ha. Hẹn quý khán giả trong những video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.